Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái khăn tay đi phượt gọi là hấp bách. Không biết phát âm có chuẩn xác không, mà thôi kệ. Thì mình mua cái này thì mình thấy đó, sau một thời gian sử dụng á, thì mình không ưng ý. Thứ nhất là chặt, mỗi lần mình gỡ ra nó khó khăn, đeo vô thì cũng khó khăn, không có nhanh lắm, tại vì nó nhỏ mà. Cái giá thành mấy cái này thì mình mua là được là 89.000, tặng kèm thêm găng tay chống nắng, bao tay chống nắng. Cái này mình chưa xài đây, bao tay chống nắng. Nói chung mình thấy nó lờ, nó mát lắm. Nói chung là thấy nó cũng đáng đồng tiền. Còn ở ngoài tiệm thì bán một cái bao tay này là 200.000. Lúc đầu mình định mua nhưng mà nghĩ lại thấy mắc quá, nên mình mua trên mạng Lazada thì nó có 89.000, là gần 90.000, được tặng kèm thêm bao tay nữa. Cái ghê chứ. Mình thấy cái thiết kế của nó thì đẹp, hầm hố giống như mấy lính đặc nhiệm vậy đó. Thì nó có cái này là một đồ móc để treo phơi bao tay nè, đồ móc để treo bao tay. Mỗi lần mang á, dù này mở ra rồi đó, nó rộng một tí. Mở này ra thì nó rộng, còn không mở thì nó cảm giác chật chội. Nhưng mà rút ra kỳ khó, thấy nó hầm hố. Nhìn giống là đặc nhiệm nha, ghê thiệt. Mấy này nè, mấy miếng mút nè, trên đầu bốn ngón tay đều có trang bị bốn miếng mút. Thì đường may thì mình thấy nó cảm giác nó cũng chắc chắn đó. Nhưng mà cái này tư tư ra nè, nó bị giãn ra nè. Đó, nó bị giãn ra. Cảm giác cũng không chắc chắn lắm. Nói chung mà thấy bề ngoài thì cảm giác rất thích, nhưng mà cái đường may thì cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà cũng có nhược điểm hàng. Trên tiệm bán 200 mình chưa biết hai giá trị 200 nó như thế nào, nhưng mà nó giống như này thôi, y chang. Sau một thời gian mình sử dụng á, thì mình thấy á, đi nó khá mát mẻ, cảm giác cầm lên vô lăng nó êm, nó không có mỏi tay, ấm, giữ ấm cho mấy cái phần tay nè, ấm nó cũng ấm. Nó không có quá là xuất sắc, nhưng mà cầm nhìn nó đã đó, nhìn nó hành tráng, hầm hố. Hai, đến đây là hết. Hẹn gặp lại bạn video sau. À quên, cái phần này là phần để bám tay nè, mình cảm giác nó rít giống như là dơ dơ vậy đó, nhưng mà nó cảm giác khi bạn cầm vô trong cái vu lăng nó dính chặt vậy đó. Nó không có tuột tay, nó êm. Tại vì may thằng này may dày nè, hai lớp, một lớp trong một lớp ngoài nữa, nó dày. Thôi, không nói nhiều rồi, bye bye.